bác cứ làm cho như nào cho nó hợp lý là được. Rồi, ok. Giao hết cho bác. Trước đặt túi gì cháu? Cháu cũng chả nhớ đâu ạ. Bao nhiêu năm rồi? Khoảng 6 năm ạ. Thế nó sệ đây từ bao giờ? Thực tiễn đẻ xong nó sệ, nhưng mà ngày xưa làm xong rồi cháu đã cảm giác nó sệ rồi. Là sệ rồi. Chứ không thế... được cao hẳn thẳng như này đâu. Đúng rồi. Nếu thế thì hồi xưa nó đã bị xa trễ rồi. Vâng, đúng trước không? Khi làm nó bị xa trễ rồi, làm xong vẫn bị xa trễ. Căn bản ngày xưa cháu cũng sợ sẹo. Đi ra chỗ khác làm thấy sợ sẹo thôi chạy. Nhưng mà bây giờ... thấy sao? Bây giờ thôi chấp nhận sẹo để cho đẹp. Đúng rồi. Mặc áo à để ý. Đúng rồi. Mình cần mặc áo là chính. Đúng rồi, mặc áo là chính, mình có phải khoe hàng vâng, đâu. Vâng, không khoe mặc áo. Thích to hay thích vừa cháu? Thích vừa. Cháu thích là vừa vừa thôi, nhưng miễn là nó không bị sệ. Bác cứ làm cháu như nào cho nó hợp lý là được. Rồi, ok. Giao hết cho bác.